Xin chào tất cả các bạn trong Việt Gun Lovers. Mình là Tuấn Hùng Mùa Xuân. Ngày hôm nay thì Tuấn Hùng rất là vui được quay trở lại với các bạn trong chuyên mục Súng Thật và Những Phụ Kiện. Ngày hôm nay các bạn biết không, đến bên cạnh tôi là một người khách mời đặc biệt của chương trình. Anh Liêm Đỗ đến từ Houston. Anh là một người thiết kế và là cha đẻ của một cái sản phẩm mà nếu như các bạn nào chơi súng thì chúng ta sẽ rất là thích. Đó là cái giá súng đặc biệt. Và chúng ta cùng làm quen với anh Liêm Đỗ. Xin chào các bạn, mình Liêm Đỗ. Đây là sản phẩm của mình. Mình làm ra cách đây được 3 năm rồi. Đây là những cái phụ kiện của cái hình dáng này của nó. Và đây là cái miếng để mình in chỗ này. Mình có khắc tên của mình vô đây. Và mình làm ở Mỹ. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng ngắm xem kỹ cái sản phẩm này của anh nhé. Cái giá súng này được đặc biệt, được thiết kế toàn bộ bằng chất liệu nhôm hết. Một cái chất liệu mà rất quen thuộc với những bạn chơi súng thật. Để mà đạt được cái độ chính xác cũng như độ dẻo dai, độ cứng cần thiết. Anh có thể nói cho các bạn ở Việt Gun Lovers biết là cái ý tưởng nào đầu tiên nào mà tại sao anh lại muốn làm cái giá súng này? Như tôi được biết ở trên thị trường thì đặc biệt ở Mỹ có rất nhiều các loại giá súng khác nhau, bằng thép rồi bằng nọ bằng kia. Thì cái sản phẩm này của anh, khi anh tạo ra thì ước mơ của anh là gì, và anh có những điều gì ưu việt mà anh muốn chia sẻ với tất cả các mọi người ở đây? Xin chào các bạn. Cái này là tự mình làm ra, suy nghĩ ra, mình làm ra. Và nó khác với lại tất cả các mọi cái trên thị trường. Đó là cái độ nặng của nó cũng vừa phải, không nhẹ quá mà cũng không nặng quá. Cái này nó khoảng chừng nửa ký, nửa cân các bạn ạ. Rồi cái này nó có những cái đặc điểm của nó. Thì những cái hình lỗ này, ví dụ như giờ tôi sẽ mở nó ra, mình sẽ để đây là đứt. Tất nhiên là nó đã là 90 độ cho cái gas súng khi mình đặt súng hình như thế này. Đã xuống như thế này đó. Và nó sẽ được tùy chỉnh theo tốc độ, thêm được 3 góc độ nữa, là tổng cộng là 4 góc độ: 90 độ và 60 độ. Là mỗi cái nó lên, cứ mỗi cái cách nhau là 20 độ theo độ góc, độ nghiêng. Đấy, thì bên đây cũng như thế. Rồi xem hai cái đối xứng. Hai cái đối xứng với nhau thì nó sẽ, mình sẽ làm được những cái góc độ nó tùy theo mình chỉnh. Thì hình dạng của mình như thế nào đó thì nó sẽ, mình sẽ giữ, nó sẽ giữ được cái súng của mình nó được chắc chắn hơn. Đây nó còn mới quá cho nên là nó chưa có, nó chưa có êm được. Giờ mình sẽ để nó thành góc 90 độ. Mình sẽ làm vài lần thì nó sẽ mềm mại lại. Đấy. Đây là mình đã khắc tên của mình vô. Tất cả tên để của mình vô đây. Và cái độ này là mình có quyền mình mở nó ra và mình sẽ mu nó ra được khoảng được 2 vòng thì nó sẽ trượt lên được. Thì cái góc độ này và qua góc độ này tổng cộng là nó được, tổng cộng là nó 35 độ. Thì chia 2 17 độ rưỡi thì nghiêng ra. Thì nếu như mình ở trên cái cành cây nó như thế này, mình đang ngồi trên cái cành cây nó như thế này thì nó sẽ chân nó sẽ gá xuống, nó giữ như thế này. Thì mình cái này mình sẽ chỉnh được nó để cho cái súng nó thẳng với cái đường mình bắn. Khi mà mình chỉnh đúng độ của mình ngồi đó mình giữ rồi thì mình chỉ việc khóa nó lại thôi, thì nó sẽ ra một góc độ khác để cho mình ngắm bắn. Đấy. Và cái này nó có cái tác dụng nữa là nó đủ độ nặng. Khi tôi xài, tôi đã thử rồi, tôi đã xài cái cây súng
là Remington 700 TOA. Thì cái độ giật của nó rất là đầm, không có bị giật khi bắn, không bị giật súng. Nó mạnh quá, nó vẫn giữ được cái đầu nòng, nó đầm hơn. Đó là theo tôi nghĩ như vậy. Còn những cái bộ phận này, đây những cái chi tiết nó rất là nhỏ, nhiều lúc không ai để ý. Đây là những cái này, con ốc trong đây mình đã có viên bi nằm trong đây. Khi mình xoay chuyển qua thì cái con ốc viên bi nó tự động nó sẽ đúng cái khe, cái lỗ này thì nó sẽ giữ lại, mình biết chắc chắn đây là cái lỗ để mình lót nó lại. Nó được đánh dấu bởi những cái con bi, bởi những cái rãnh lăn đã được đặt trước, cái rãnh phụ ở đây để định vị nó. Đó, để lo cái gắn cái đó. Rồi, cái thứ hai nữa là mình, cái này, cái chiều cao của nó tổng cộng đây lên đây là, và cái súng của nó, để mình sẽ làm cho nó ngay lại cái này để là nó giữ chắc. Thì khi mà cái điểm chiều cao này thì tôi đã đo được, tôi sẽ làm nó là 11.5 inch. Chuyện này đó là bình thường. Còn nếu không cần độ cao nữa thì tôi sẽ mở ra, tôi sẽ tổng cộng cái này tổng cộng được 5 inch. Mỗi cái nấc này nó sẽ di chuyển nhau được 1 inch. Tổng cộng đây có 5. Nếu 5 cái lỗ thì chúng ta có thể định 5 một vị trí khác nhau. 5 vị trí khác nhau. Bên này cũng như thế. Vì nó giống nhau luôn. Nó sẽ được cao được. Vậy là tổng cộng là 16.5 inch. Chiều cao nó. Đó, trên tay tôi là giá súng cơ động. Một trong những cái mà sáng kiến của anh Liêm Đỗ, là một cái người đam mê súng ở khu vực Houston, là khách mời đặc biệt của chương trình Về Các Lớp. Các bạn biết không, một trong những cái điều quan tâm đó là chúng ta có được cái giá súng vừa nặng đủ để mà không bị giật lên, và cũng phải vừa nhẹ đủ để khi chúng ta di chuyển, hay là làm chúng ta đi săn bắn, hay là làm những cái công tác cơ động thì cần cái sự gọn nhẹ. Thì theo tôi đánh giá thì đây là một trong những cái mà rất là niềm tự hào cho những người chơi súng người Việt của chúng ta, đúng không các bạn? Chúng ta hãy cùng ủng hộ cho anh Liêm Đỗ. Rất là cảm ơn anh. Và anh có thể cho mọi người biết là cái bản vẽ này của anh, tại sao mà tôi được biết rằng đây là những cái mà ý tưởng đầu tiên của anh, đúng không? Dạ, đây chúng ta sẽ cùng xem. Đó, những cái nét đây vẽ là rất là thô sơ. Là cái bản vẽ, những cái thông số kỹ thuật mà chỉ có những cái người mà làm chuyên môn như anh biết. Tuấn Hùng xin bật mí cho các bạn, anh Liêm là một trong những kỹ sư thợ tiện rất là giỏi ở tại khu vực Houston này. Xin hỏi anh đã có bao nhiêu năm làm trong làm việc trong cái ngành thợ tiện này rồi ạ? Cũng gần 30 năm. Nếu đó, tính từ cái lúc bắt đầu tôi vô học về ngành tiện này là tới nay là 30 năm. Đó, các bạn thấy không? Sau khi 30 năm thì anh đã đúc kết tất cả tình yêu và kinh nghiệm của anh ý vào đây, là một chút ứng dụng mà có thể gọi là phục vụ chính bản thân anh, đúng không? Sau 30 năm phục vụ cho đời, như anh làm các cái công tác về dầu khí thứ, để những cái part nhỏ thứ anh làm, đúng không ạ? Thì anh có điều gì nhắn nhủ với tất cả các bạn không? Anh có ý định, ví dụ như là anh muốn ý định phát triển cái này ra thành bán số lượng nhiều, hoặc là giả sử như khán giả Việt Nam Lớp có nhiều người rất thích cái giá súng này của anh thì họ có thể tìm kiếm ở đâu? Anh hỏi câu đó rất là khó cho tôi, bởi vì cái này từ đam mê và tôi làm ra để cho tôi thưởng thức. Rồi có ai đó thì thích, thì nếu mà ai đó có làm thợ tiện này kia thì tôi sẽ gửi cho cái bản vẽ tất cả các thông số. Tôi không có lấy tiền hay là những cái gì hết, chỉ anh em nếu mà thích thì tôi có những cái tôi sẽ đưa lại trong đó. Và tất cả những cái như trong đây ứng dụng như thế nào, xài bằng nhôm như thế nào, phải đạo độ chính xác như thế nào đó. Thưa các bạn, đây là một trong những cái mà tôi cũng thấy rất là tuyệt vời, bởi vì là anh Liêm đã có ý định rằng là các bạn khán giả của Vegan Lớp, mà bạn nào mà yêu mến súng và các bạn thực sự muốn sở hữu một cái cây này thì các bạn hãy đi học thợ tiện nhá. Và sau 30 năm thì các bạn đọc cái này các bạn sẽ hiểu. Bản thân bây giờ mà anh Liêm cho tôi cũng không hiểu đâu. Thế bây giờ là nếu như mà có cách nào để bọn em có thể sở hữu được cái chân này của anh một cách nhanh nhất không? Chứ bây giờ mà đợi mà học 30 năm xong rồi mới đọc mới hiểu cái này thì lâu quá. Thì anh có cái cách nào không?
Không đâu, mình là cái này thì nó cũng rất là dễ thôi, đối với mình rất là dễ. Nếu có ai có làm thợ tiện rồi thì đối với cái này thì rất là dễ, không khó. Bởi vì mình làm được thì tất cả mọi người đều làm được hết. Vâng. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Đây, khách mời đặc biệt chúng tôi anh Liêm Đỗ, người làm ra một trong những cái giá súng mà Tuấn Hùng đánh giá cho đến thời điểm này là đẹp nhất của Việt Gun Lover. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin các bạn hãy like, subscribe để mà xem những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.